trà Vinh chế biến được 3 món cực ngon mà không phải ai cũng biết. Thì ngày hôm nay cùng Thi làm nha. Một món thì dành cho ngày mưa, một món dành cho ngày hè nắng nóng, và một loại thức uống mà các anh, các chú rất thích. Hôm nọ Thi có đăng là mứt đào tiên, có nhiều bạn nhìn nhầm đó là trái quách. Và bây giờ thì dẫn cả nhà đi hái trái quách thiệt sự nha. Hiện tại thì quê Thi đang tới mùa quách. Đầu mùa thì trái rất là nhiều. Nhớ hồi nhỏ trước cửa nhà ngoại có cây quách, mấy chị em chơi trong nhà canh á, khi nào nó rụng rồi ra giành nhau lụm. Chớ cái trái này mà cũng trúng đầu thì ta nói u đầu rồi nha. Vì phần vỏ bên ngoài nó rất là cứng luôn á cả nhà. Thường á thì cái trái chín nó mới rụng thôi à. Và từ lúc khi mọc trái non cho đến chín á thì rất là lâu. Ngoài dừa sáp, bánh tét trà cuông ra thì quách đó là một trong những đặc sản á trà Vinh quê Thi á cả nhà. Hồi đó giờ không biết cả nhà đã ăn món nào từ trái quách rồi. Thi nghĩ là chỉ đem dầm với đường xong rồi để đá nhuyễn vô ăn thôi đúng không? Nhưng hôm nay thì gửi cả nhà thêm hai cách chế biến từ trái quách này nha. Những trái quách chín rụng á thì cả nhà đem đi rửa chà cho thiệt sạch, đem vô để cho thiệt là ráo hoặc là đem phơi cho nó khô. Hồi nãy thì có hái hai trái quách non. Bây giờ trong thời gian đợi cái gỏ quách này khô thì sẽ lấy hai trái quách non này mình kẹp mắm để ăn chung nha. Hồi đó giờ cả nhà đã ăn thử cái món này bao giờ chưa? Và nếu ăn rồi cho Thi xin cảm nhận về nó như thế nào? Còn hồi đó thì không có biết ăn đâu. Nhưng mà bây giờ biết ăn rồi thì ta nói chỉ có ghiền. Trái quách non này nè, cả nhà đập ra. Thi ăn phần ruột non màu trắng ở bên trong này. Đây là mắm cá linh, cả nhà trộn lên nó nặng thêm miếng tắc. Mèn đét ơi, cái khúc này ta nói chảy nước miếng luôn rồi. Nói về trái quách non thì nó rất là chát. Ta nói chát hơn cả chuối chát nữa. Khi cắn thì phần ruột của nó rất là giòn. Mình kẹp chung với mắm thì miếng ớt nữa thì ăn bá cháy luôn rồi nha. Đó là món đầu tiên từ trái quách non. Cái món này ăn lúc trời mưa thì ta nói số dách. Còn bây giờ thì sẽ làm món nước tùy cứu mèo cho những ngày hè nắng nóng. Trái quách già khi chín thì phần ruột nó sẽ có màu đen như gì nè cả nhà. Trái chín thì tách ra cái mùi nó rất là thơm. Vị thì chua chua, ngọt ngọt. Chỉ cần thêm đường, đá nhuyễn là mình được một món nước. Cái món này tuy là đơn giản nhưng mà thì ghiền dữ lắm. Buổi trưa nắng nóng là bằng một ly để uống à. Còn nếu như cả nhà mình muốn ăn béo thì có thể thêm sữa vô nha. Còn tiếp theo sau đây là một loại nước uống mà các anh các chú rất là thích. Thì chuẩn bị mấy cái này thì mấy anh nhìn chắc là biết rồi hen. Trái quách này hồi nãy thì chà rất là sạch rồi. Thì sẽ đập ra cho nó hơi nứt một xíu để khi mình ngâm phần ruột quách nó sẽ tiết ra ngoài. Cái keo mà Thi đang để vô thì là 10 lít đó cả nhà. Thi đập để vô tầm một chục trái quách. Mình thiếu cái bự thì mình đập xong rồi mình tách tách cái làm hai để vô luôn. Cái món này thì sẽ ngâm với đường phèn. Cái hũ 10 lít này thì sẽ dùng nửa ký đường phèn. Còn về cái bọc trắng trắng có vị the the cay cay này, cả nhà đổ vô cho nó xâm xấp cái mặt trái quách luôn. Hồi nãy thì còn có 5 lít à, cho nên thì hơi thiếu một xíu. Mần một hồi thì bây giờ trời cũng sập tối rồi. Thì na vô chòi để đó, sau này nhất định sẽ có một món thiệt là ngon. Khi nào mà ngâm thành công thì mời cả nhà qua trà Vinh quê Thi dùng nó nha.